khởi tố vụ án hai nhóm người cầm hung khí đánh nhau gây náo loạn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an GCX, Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn. Chiều mùng 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an GCX, Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố 2, phường Ba Đồn, GCX, Ba Đồn vào chiều mùng 3 tháng 7. Thông tin ban đầu, 15 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 7, tại khu phố 2, phường Ba Đồn, GCX, Ba Đồn có hai nhóm thanh niên khoảng từ 20 đến 25 đối tượng đi xe ô tô và xe máy mang theo hung khí gồm ống tuyếp sắt, dao, gậy gây rối trật tự công cộng. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng công an TCX, Ba Đồn phối hợp lực lượng công an tỉnh kịp thời có mặt để giải tán, không để các đối tượng tiếp tục gây án, nhanh chóng khống chế, phân tán đối tượng, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, triệu tập các đối tượng tham gia gây rối, thu giữ vật chứng liên quan đến vụ việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý. Sau khi gây rối, một số đối tượng đã bỏ trốn vào Đà Nẵng. Ngay trong đêm mùng 3 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an TCX, Ba Đồn và công an tỉnh truy đuổi và phối hợp công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập, gọi hỏi và di lý 7 đối tượng liên quan, gồm Phùng Ngọc Nam, thường gọi là Chó Thỏa, sinh năm 1989, Phan Bảo Trung, sinh năm 1997, Đình Xuân Vũ, sinh năm 1991, Đào Xuân Tú, sinh năm 1996, Trần Tiến Đăng, sinh năm 1993, Trần Tiến Thông, sinh năm 1989 và Trần Cao Nguyên, sinh năm 1996, đều trú tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TCX, Ba Đồn về công an TCX, Ba Đồn để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng thuộc hai nhóm trên địa bàn TCX, Ba Đồn thách thức và hẹn nhau tụ tập để giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau. Nhóm thứ nhất gồm Phùng Ngọc Nam, Đình Xuân Vũ, Cao Xuân Tú, đều trú tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ và Phan Bảo Trung, trú khu phố 5, phường Ba Đồn, TCX, Ba Đồn. Nhóm thứ hai gồm Phạm Quốc Khánh, sinh năm 1993, Lê Quý Linh, sinh năm 1998, Trường Thành, sinh năm 1999, đều trú khu phố 2, phường Ba Đồn và Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại khu phố 1, phường Ba Đồn, TX, Ba Đồn. Hiện, công an TX, Ba Đồn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra mở rộng, đồng thời thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật.